phát hiện lô đồ cổ hơn 100 năm tuổi nhập lậu từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 164 mặt hàng có 34 món là cổ vật trên 100 năm tuổi, niên đại từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Số cổ vật này được xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc và Việt Nam. Chiều mùng 6 tháng 1, trao đổi với Dinh, ông Lý Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ nhập khẩu trái phép số lượng lớn đồ cổ từ Pháp về cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4. Sau quá trình theo dõi, giám sát và tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container không phải là bàn ghế như khai báo của doanh nghiệp mà là đồ trang trí gồm đồ gốm, đồ gỗ, nghi vấn là cổ vật. Để làm rõ số hàng hóa trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 đã mời Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia tới hiện trường thực hiện giám định số hàng hóa nêu trên. Cơ quan giám định đã cấp chứng thư giám định xác định toàn bộ hàng hóa đã qua sử dụng, giá trị còn lại khoảng 30%. Các sản phẩm bằng gỗ được xác định là gỗ cẩm lai, gỗ cụ. Kết quả giám định cho thấy trong số 164 mặt hàng có 34 món là cổ vật trên 100 năm tuổi, có niên đại từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Số cổ vật này có nguồn gốc từ Trung Quốc và Việt Nam. Số hàng hóa được làm bằng gỗ cẩm lai thuộc nhóm 1, danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Ông Bình cho biết, lô hàng đã được niêm phong và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc định giá đối với số hàng hóa nêu trên để có căn cứ lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện lô hàng đã đi xin niêm phong đưa vào giám sát trọng điểm, đợi kết quả trưng cầu xác định giá để thực hiện các bước tiếp theo quy định. Lô hàng nêu trên do công ty trách nhiệm hữu hạn BMMN, thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên ở tờ khai hải quan nhập khẩu. Trước đó, qua thông tin kiểm soát địa bàn, trực ban trực tuyến Tổng cục Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã đưa vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt. Sau khi hàng cập cảng hơn 90 ngày, doanh nghiệp mới tờ khai hải quan. Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng nhập khẩu là bàn ghế bằng gỗ, ghế sắt mới 100%, nhập khẩu từ Pháp. Đây là vụ nhập khẩu trái phép đồ cổ với số lượng lớn được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện và ngăn chặn kịp thời ngay tại cửa khẩu.